Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Ban Ban American Life. Thì hôm nay tụi mình sẽ nói với Phúc Du và Bích Phương nha các bạn. Cái bài hát này mình nhận được cái recommend từ khoảng mười mấy tiếng trước á, 11, 12 tiếng trước á. Thì bài hát này là bài hát mà có sự kết hợp của Bích Phương và Phúc Du từ Chó Nhẹ Nhàng Thôi. Thì như thường lệ thì mình sẽ với bạn cùng nghe bài hát trước, sau đó đến phần nhận xét của mình nha các bạn. Vô. Không im, nàng chỉ gửi một ánh mắt. Ta đã trao cả con tim giữa biển mây, nhưng anh chỉ có em trong mắt. Giữa một rừng thanh âm chỉ nghe đến tiếng em trong vắt. Đêm xuống tâm tư anh là nhà giam, với nỗi nhớ về em là song sắt. Nhưng tình cảm đâu phải nhành cây nên nó đâu có dễ. Ta như vé áo em buông bởi vì ta quá trễ. Giờ đến và cướp em đi là điều ta không được làm, vì sợi tơ hồng đang buộc ta nó lại không buộc nàng. Nên nếu em không thể đưa ra lựa chọn thì xin em hãy sống để anh đi xa. Nếu bờ môi ấy không thể cho anh vị ngọt thì em hãy để nó buông cho anh lời vị tha. Mà ta nhìn ngắm anh đâu phải Titanic sao cứ gặp em là hay nhắm. Ta đã cố để tìm cách khác nhưng nó không nằm trong sách vở. Cách duy nhất mà ta có giờ mới chỉ là cách chờ. Em như là một cơn nghiện vẫn dây vò anh nhiều quá. Nàng đã cho ta có cười nhưng sao lại tiếc cái chìa khóa. Vì thương nàng nên rất không yên, ta vẫn chẳng thể nào ngủ. Đi chính là đứa nhân viên vì nó thật khó để làm chủ. Đêm từng ngày xa lòng ta nặng nề như đá đổ. Anh mang tình cảm lớn người ta bảo là quá khổ. Không có nơi nào có thể là vườn địa đàng. Nếu như nơi đó em không thể ở gần anh chẳng muốn nghe một lời từ chối nhẹ nhàng. Hãy cho hy vọng của anh một cái chết thật nhanh. Đi Cookie, Phạm Thanh Hà, Audio Recording, Recording thiếu y, Hoàng Tôn biết viết tắt. Ok, thì mình đến với phần suy nghĩ mình nha. Cái phần ấn tượng của mình á, là đối với cái bài hát này á, khi mà mình nghe một bài hát thì thường mình sẽ coi là khi mà nghe hết, mình động lại được cái gì trong bài hát đúng không? Thì mình động lại được phần rap của Phúc Du, đối với mình nha.
Thì cái phần rap của Phúc Du á, nếu như các bạn coi mà những cái mà rapper ngoài miền Bắc á, từ Disneyland của LCU, mình cũng đã coi rất là nhiều những cái clip ở ngoài Bắc mà khi mà người ta rap á, thì thường ngoài Bắc á, có cái đặc trưng là rap mà không beat, miền Nam mình rap sẽ là nó có beat, đúng không? Thì ở miền Bắc á, người ta rap á, thì cái kiểu punchline, có nghĩa là khi mà nói một cái câu nào đó, nó có thể là nó công kích rất là hay về cá nhân, hoặc là một người nào đó, hoặc là những cái gì mà trên cơ thể mình nhá, người ta punchline, người ta rap mà, người ta kiểu như là chỉ trích mà vui lắm mấy bạn. Cái kiểu battle á, thì mình cũng đã biết Phúc Du, thì Phúc Du cũng đã thi 2-3 cuộc thi rồi, bữa rap của miền Bắc với lại MC Wiz rồi rất là nhiều. Rồi ngoài Bắc thì như các bạn biết cũng có rất là nhiều những cái ca sĩ rap như là LK nè, MCU nè, rồi những cái ca sĩ rap mà nổi tiếng hồi xưa mình hay nghe đó. Thì Phúc Du là một trong những giống như là một cái điểm nhấn mà bạn thiệt đối với mình nha, đối với mình nha. Mình chỉ để ý đúng cái Phúc Du thôi, khi mà Phúc Du hát hay là Phúc Du có rap ra đó, thì mình cảm thấy rất là hay đối với những cái punchline của Phúc Du, thì mình ấn tượng. Thì mình ấn tượng nhất trong cái bài này á, cái câu giống như là cái câu mà hát là em đâu phải Titanic mà làm anh đắm chìm á, cái câu đó hay đó. Đó là những cái punchline mà rap á, thì nó có chửi, nó có khen, nhưng mà đặc trưng á, Phúc Du rap khen rất là hay. Mình khoái mấy cái vụ mà rap khen á, mình khoái lắm. Đó thì là những cái suy nghĩ của mình về Phúc Du nha. Về phần giọng hát của Bích Phương á, thì như các bạn biết cái bài Em bỏ thuốc hút thuốc chưa á, thì cái vai trò của Bích Phương là một cô gái mà đã bị chàng trai bỏ, đúng không? Nhưng mà trong bài hát này Bích Phương á, hát ở trong cái giống như là một sự giải thích đối với chàng trai là Phúc Du. Và Phúc Du đóng trong vai trò là một chàng trai mà đứng đắn, không phải như là cái bài bảo em bốc thuốc chưa là gạ gẫm chia tay rồi bắt đầu năn nỉ gạ gẫm, không không Phúc Du đứng trong cái vai trò bài rap này là một người đàn ông rất là chín chắn, đứng đắn, không nói những suy nghĩ của mình về em, không về những cái nhớ nhung về em. Bích Phương cũng thực hiện quá là tốt cái vai trò mà cái giọng hát á, giọng hát nó như là yếu mềm nhưng mà không phải là dễ ăn đâu, nha ngoại đó vậy đó. Thì mình cảm thấy rất là thú với đối với bài hát này. Bài hát này theo mình á, cái bài hát mà em bốc thuốc chưa hoặc là một cú lừa, mình cảm thấy những cái bài đó khoảng mình cho đã cho điểm là khoảng 9 điểm. Bài này mình cảm thấy là mình sẽ cho 8 điểm thôi đó. Thì đó là cá nhân của mình, nhưng mà các bạn thấy là mình cảm thấy là mình nhận xét không có đúng thì các bạn có thể comment ở dưới nha. Ok rồi, để mình coi phần clip thì cũng dễ hiểu, không có quá là khó hiểu. Cốt truyện là giống như nội tâm của hai người đang nhớ nhung nhau rồi muốn nói cho nhau nghe đó, cũng chia khi cái bài nhạc cũng chia khúc rất là rõ ràng. Dương K mix mastering rồi audio record Hoàng Tôm. Ok, một bài hát là mình đánh giá là cũng rất là thành công, mình trong vòng 11-12 tiếng thôi mà cũng đã rất là nhiều người nghe rồi, rất là nhiều người nghe, khoảng 700-800 ngàn người nghe rồi các bạn, chứ đâu ít đâu. Đó, 600 ngàn mà, nhưng mà cái real time view á mình nghĩ là khoảng 700-800 ngàn rồi đó. Ok. Thì mong các bạn ủng hộ nhiều hơn cho Phúc Du, sự kết hợp của Phúc Du và Bích Phương. Bài từ chối nhẹ nhàng thôi. Và cũng nhớ like, subscribe cho kênh Banban American Life của mình nữa. Mình sẽ mang đến cho các bạn những cái ca khúc như thế này. Nếu như mà ai chưa nghe mà biết là hôm nay có ca khúc gì mới, có thể đến với mình. Mình sẽ cập nhật những cái ca khúc mới như thế này và đến với phần nhận xét của mình đó. Thì như là những clip như thế này nè, những bạn mà đã subscribe mình rồi thì các bạn đã biết quá rõ về mình rồi. Còn những bạn nào mới subscribe mình á, nhớ like, subscribe cho mình, ủng hộ mình nha. Và nhớ comment cho mình nha. Bye bye, hẹn các bạn video lần sau. Bye bye, ủng hộ cho Bích Phương, Phúc Dung các bạn.